Bên cạnh việc tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và hướng dẫn người dân trên địa bàn phòng chống dịch COVID-19 theo các khuyến cáo của ngành y tế, huyện đoàn Gò Dầu đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, góp sức hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có 11 đoàn viên tham gia đội tình nguyện viên của huyện đoàn, các xã đoàn cũng thành lập các đội tình nguyện viên của địa phương, lực lượng chủ chốt là cán bộ đoàn. Bà Phan Thị Kiên, bí thư huyện đoàn Gò Dầu cho biết, đội tình nguyện viên của huyện đang làm máy rửa tay sát khuẩn tự động bằng hệ thống cảm biến để tặng cho các điểm công cộng, hướng dẫn người dân rửa tay thường xuyên, ở nhà nếu cần thiết ra ngoài phải đeo khẩu trang, dự kiến sẽ hoàn thành 15 máy rửa tay tự động trong vài ngày tới. Đã làm xong 2.000 nón bảo hộ phòng dịch, gửi tặng cho các y bác sĩ bộ đội công an đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly trên địa bàn huyện. Huyện đoàn Gò Dầu còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà cho người nghèo. Xã đoàn Bầu Đồn cùng mạnh thường quân ở xã và nhóm thiện nguyện La Cà tặng quà, khẩu trang y tế cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 18 triệu đồng.